Rồi, AutoStyle xin mến chào các bạn. Ngày hôm nay bên mình có 3 xe Kia Carnival giá nâng cấp luôn ạ. Và hôm nay là ngày hội Kia Carnival ha. Vẫn là những xu hướng Kia Carnival 2024 nâng cấp một số món cũng rất cần thiết khi mà chúng ta mua xe khỏi hãng ha. Kia Carnival thì có quá nhiều món chúng ta nâng cấp ở nội thất, ngoại thất và những tính năng tiện nghi và những cái chi tiết về bản thiếu đang có và bản Hàn Quốc có, bản Việt Nam chưa có ha. Và cái xe màu xanh, xe màu đỏ, xe màu đen. Xe màu đỏ, xe màu đen là hai xe vừa mới lấy xe khỏi hãng luôn, qua mình nâng cấp số chi tiết liền luôn các bạn. Thì mình sẽ điểm qua về hai xe này. Hai xe này gần như là nâng cấp một số tiện nghi cũng rất cần thiết luôn ha. Đầu tiên là xe đen các bạn. Xe đen là anh khách ở miền Trung ghé bên mình nâng cấp ha. Và anh vô những cái món mà đang Kia Carnival đang thiếu, giống như cái thảm lót sàn, lót những vị trí bảy bước và lót luôn cả lót cốp phía sau luôn. Đây là tấm nhựa được thiết kế đúng size, đúng khuôn của lại xe Kia Carnival ha. Chúng ta tháo ra tháo vô vệ sinh rất sạch sẽ luôn ạ. Ở từng vị trí, ở hai vị trí ở bên tài bên phụ đó là những cái tấm rời ha, còn ở phần băng giữa nó là một tấm liền, băng cuối nó là một tấm liền, rồi có hai cái miếng để chúng ta lót vào hai cái hộc nữa các bạn. Và anh khách cũng đã nghiên cứu rất nhiều về Kia Carnival và anh đưa ra những món mà anh thấy không thể thiếu những món này khi mà chúng ta nâng cấp xe Kia Carnival ha các bạn. Toàn những món là tiện nghi cơ bản ha, chứ chưa phải là những vấn đề về limousine đó. Còn đây là bộ nâng gầm các bạn. Tại vì Kia Carnival thì quá thấp so với lại cái đích xe các bạn, và cái trọng lượng của xe khi mà chúng ta đi đủ tải đổ full người thì nó quá sệ ha. Chúng ta vô bộ nâng gầm này nó sẽ đưa cái xe về điểm trung bình các bạn, chứ nó không quá cao, nó làm cho cái phần phía đích nó cao hơn khoảng 5 cm, với cái điều kiện là không tải ha. Phần đầu xe thì đưa lên khoảng 3,5 cm. Nếu mà chúng ta đi có tải có người thì chúng ta vô bộ nâng gầm này nó gần như đưa về điểm trung bình đó, không có làm tăng quá chiều cao của xe. Còn đây là bộ cửa hít của Kia Carnival các bạn. Chúng ta đóng cửa hai cửa trước nó sẽ nhẹ nhàng êm ái hơn. Tại vì cửa sau của Kia Carnival cũng là cửa điện rồi ha. Chúng ta vô hai cửa trước nữa là hoàn hảo. Còn đây là cách âm của gầm, mình chọn cái loại mắc in của Nga luôn ha. Trong những dòng cũng rất cao cấp luôn. Mình làm cách âm full xe. Cả cái phần về nội thất 4 hộp bánh và cái phần full sàn luôn, full ba cửa luôn các bạn. Và anh khách anh cũng rất là dị ứng với tiếng ồn ha. Anh nói là anh đi xe những dòng xe sang quen này, anh lên những dòng xe này anh có những tiếng ồn là anh cảm thấy khó chịu, nên em làm sao cách âm full cho anh luôn để đạt được cái tiêu chuẩn anh đi xe anh nghe những bài nhạc và nó êm ái, nó không bị ồn dạo vào xe ha. Mình đã gửi cho anh cách âm full xe, gồm có những chi tiết về hóc bánh thì mình làm hai lớp, full sàn mình làm hai lớp, cửa thì mình làm ba lớp các bạn, trong những vật liệu rất xịn sò luôn của Nga. Khi mà mình làm thì mình sẽ che chắn bằng những cái tấm bọc màu xanh ha, loại dày, để chúng ta khi mà chúng ta trong quá trình vận hành chúng ta làm, chúng ta mang vác không bị chày vào phần sơn của xe các bạn. Trong những chi tiết mình nghĩ chúng ta nên kỹ cho xe của khách thì chúng ta sẽ làm ra những phiên bản nó chuẩn hơn các bạn. Đây là lớp thứ nhất khi mà mình đã vô cái phần cách âm ship, trong những dòng cách âm rất cao cấp luôn ha. Lớp thứ nhất và lớp thứ hai mình sẽ dán chồng lên lớp sắc xi này luôn. Mình sẽ không chọn phương án là dán vào cái hóa nhựa lồng vè các bạn, tại vì thời gian hóa nhựa lồng vè nó sẽ bị dễ sụn xuống, và đặc biệt là cái hóa nhựa cái lồng vè của Kia Carnival nó cực kỳ mềm so với là những lồng vè khác, nên chúng ta dán nó chồng lên nó sẽ bị dễ sụn xuống, khá là nguy hiểm ha, nó sẽ bị hư cái lồng vè của chúng ta. Chúng ta bảo vệ rất kỹ luôn khi mà mình vô thực hiện việc vấn đề dán các bạn. Và anh khách còn làm về BVF nội thất ngoại thất nữa ha. Đây hốc bánh ở phía sau đó, anh em cũng đang vô quá trình hai lớp các bạn. Còn cửa thì mình làm ba lớp ha. Đây là những chi tiết về cách âm hốc bánh, cách âm full sàn. Full sàn trong những cái rất khoai luôn ha, mình phải tháo hết xe ra. Và cái này thì những đơn vị họ không chuyên làm Kia Carnival mà cũng khá là vất vả các bạn. Từ bên mình tháo ra tháo vô cũng thường xuyên, và những chi tiết bên mình khá là hiểu ý về những cái bắp, những cái ngàm, những cái ghế để mình tháo ra một cách nó gọn và cách nó chuẩn chỉ nhất ha. Đó, đây quá trình mình đang dán lớp thứ nhất. Lớp thứ nhất là lớp cách âm các bạn, lớp thứ hai là lớp tiêu âm. Là một dạng suốt, là một dạng mút ha. Đó, nó cũng là vật liệu của Nga luôn các bạn. Cái phần ở vị trí hốc ở bên trái, ở bên bên tài các bạn. Đó, các bạn thấy cái loa không? Vị trí này chúng ta có thể lắp được một cái súp hơi ha các bạn. Có một cái thùng chúng ta có thể lắp được cái súp hơi. Súp hơi thì các bạn biết là nó đánh nghe hay hơn 5 đến 7 lần so với súp điện các bạn. Và có một số xe thì nó không có chừa những vị trí lỗ sẵn như vậy, thì chúng ta phải đóng thêm cái thùng thì hơi choáng vị trí chúng ta một chút xíu. Những cách âm hốc bánh ở phần hai hốc bánh phía sau, bánh phía trước các bạn. Đó. Và anh em cũng đang vô quá trình làm cửa hít luôn ha. Cửa hít mình làm khi mà cách âm xong về bốn cửa mình sẽ làm ba lớp nha. Lớp này lớp đầu tiên, lớp này lớp thứ hai nữa các bạn.
lớp thứ ba mình sẽ dán ở bề mặt ngoài đó. Và trước khi mình vô hai lớp này, mình sẽ vô cái phần cửa hít hai cửa trước. Cửa hít bên mình bảo hành cho khách hàng là 3 năm luôn, khách hàng yên tâm. Còn đây là quá trình anh em đang dán BVF nội thất này các bạn. BVF mình chọn trên khách cũng là mã cao cấp nhất luôn ha. Chúng ta dán vào những chi tiết đen bóng piano trong xe các bạn, để đảm bảo cái vấn đề mà đen bóng nó sẽ không bị chảy xước. Tại vì những chi tiết đen bóng trong xe là những chi tiết rất dễ bị chảy xước đầu tiên ha. Và chúng ta dán vào nó sẽ bảo vệ được cái xe chúng ta sẽ đẹp hơn, bền hơn và nhìn nó sang hơn theo thời gian nữa các bạn. Đây những tấm BVF mà mình lựa chọn, một trong những dòng BVF rất cao cấp luôn trên thị trường luôn. Và nó có khả năng tự phục hồi. Ví dụ lỡ mai có vấn đề gì nó làm chày hoặc là làm sần vẫy thì chúng ta vuốt lại BVF thì nó vẫn trở lại như thường được ha các bạn. Đây các bạn thấy mình cắt dán rất kỹ luôn ha. Thì vào những vị trí đen bóng piano và những cái phần cạnh đó, của hợp đồng một công một lượng luôn ha. Và dán BVF này thì phải đòi hỏi những anh thợ kỹ thuật khá làm nghề để anh cắt anh dán, chứ không hồi là khá là dễ bị nổ bong bóng ha các bạn. Nó rất khoai luôn. Còn đây là cách âm về full sàn ở hai vị trí, ở bên tài bên phụ mình đã dán lớp cách âm và mình đã dán lớp tiêu âm luôn các bạn. Lớp thứ nhất, lớp thứ hai, đây quá trình mình đang vô lớp thứ nhất các bạn. Lớp thứ nhất cách âm liệu của Nga, mình cà mình dán. Và bên mình là chuyên về Kia Carnival nên những cái vật liệu về Kia Carnival mình sẽ làm chia sẻ cho khách hàng trước về cái nguyên vật liệu, về cái kỹ thuật thi công ha. Hai ý đó là hai cái mà chúng ta phải để ý đầu tiên khi mà chúng ta nâng cấp xe một cái trung tâm các bạn. Tại vì nếu mà chúng ta không có lựa chọn nguyên vật liệu tốt, chúng ta không có kỹ thuật thi công thuần thục sẽ không ra được những sản phẩm là hoàn hảo các bạn. Cái phần cách âm khi mà mình là cách âm hóc bánh xong, mình hóa nhựa về xong, cái phần nâng gầm ở vị trí này các bạn, trong những cái bệnh mà mình nghĩ ra cái level nào cũng nên nâng cấp khi mà chúng ta mua xe ha các bạn. Hôm nay bên mình có hai xe luôn, một xe đen một xe đỏ. Anh xe đỏ bên đây thì ảnh chuyên đi đường đêm, chuyên đi đường trời tối ha. Và nói với mình là đèn của Kia Carnival anh đã cố gắng anh sử dụng một thời gian, nhưng mà thực sự là cũng không đảm bảo được ánh sáng để anh di chuyển luôn. Nên anh quyết định qua em để nâng cấp cái phần đèn gầm. Đèn gầm anh chọn cái mã là màu vàng, và anh thêm vào chế độ cos là hai bóng laser nữa các bạn. Và cái phần đèn gầm mình sẽ làm một cái mặt dưỡng ở cái hốc trung tâm ha các bạn. Đây cái hốc này gắn cái đèn bảo in vào. Chúng ta sẽ đi xa, chúng ta đi trời tối, nhất là đường trời mưa, những đoạn đường ướt các bạn, chúng ta gọi vào chúng ta sẽ đi sáng hơn các bạn, rất nhiều ha các bạn. Đèn gầm ở trong những cái mình nghĩ cũng rất quan trọng luôn khi chúng ta đi xa ha. Bên mình là đơn vị chuyên đèn luôn nên các bạn yên tâm khi mà nâng cấp phần đèn bên mình ha. Còn đây là quá trình anh em đang lấy cái phần mặt gương ra để thay vào đó là hai cặp laser vào chế độ đèn cốt các bạn. Đèn pha thì mình giữ chế độ zin của xe các bạn đó. Cái cụm đèn mà trên cái hốc đèn còn lại đó là chế độ đèn pha ha. Đèn cốt thì đã lấy ra rồi, bây giờ mình sẽ thay vào cái bóng laser, cái bóng giống như vậy các bạn. Bạn thấy cái cụm đèn của nâng cấp thêm các bạn thấy nó dài và nó to ha. So với cụm đèn zin thì nó khá là nhỏ nên cái cường độ công suất của nó sẽ không có sáng bằng với những cái đèn mà mình cấp thêm. Đèn F cộng Ultra X-Line trong những dòng laser rất sáng luôn hả các bạn. Và chúng ta vô hai chế độ đèn có thôi nó cũng khá là tuyệt vời các bạn đó. Để mình lấy mình so sánh xem cho các bạn xem về chế độ đèn có về đèn zin so với lại cái phần cụm đèn laser F cộng Ultra này các bạn. Phần đèn zin thì nó khá là nhỏ, các bạn thấy cái chân nó cũng ngắn hơn so với đèn laser để nâng cấp thêm các bạn, thì làm sao mà có thể sáng được ha. Và ánh sáng nó hơi tối. Và anh thấy là anh khách nói là thật sự là anh trải nghiệm, anh cũng muốn cố gắng giữ phần zin nhưng mà thật sự là quá tối luôn. Chúng ta đi xa như vậy thì làm sao an toàn được ha. Nhất là những đoạn đường cao tốc, chúng ta đi xa, chúng ta chạy những đoạn đường tốc độ cao chúng ta cần phải đèn sáng, cần phải chiếu xa thì chúng ta mới vô những cặp này chúng ta mới yên tâm được ha. Đèn cốt với đèn mình nghĩ cũng quan trọng nhất luôn ha, trong hệ thống chiếu sáng của xe. Tại vì khi mà chúng ta bật đèn cốt là đèn chúng ta bật thường xuyên, còn pha khi nào chúng ta cần chúng ta mới bật pha, chứ không là xe pha và xe khác. Đèn gầm thì nó cũng là chỉ là đèn chiếu gần thôi, chúng ta vào cái đèn cốt laser trong những đèn chúng ta sử dụng thường xuyên luôn. Đến những chi tiết này thì cũng mình nghĩ cũng khá hợp lý đó. Thì những khách nào mà đang đi Kia Carnival cần trải nghiệm những cái đèn ánh sáng này thì mình có những cái máy để test thử cho khách hàng về ánh sáng để khách hàng có thể lựa chọn ha. Anh em đang trong quá trình thi công cũng rất là tất bật luôn để kịp giao xe cho anh khách đi lễ các bạn. Hôm nay cũng là ngày 30 tháng 12, ngày thứ bảy ha. Mình làm hết việc không hết giờ để kịp giao xe cho anh khách Kia Carnival đã ghé với mình nâng cấp các bạn. Và đây là chiếc Kia Carnival màu đen mình đã làm xong rồi ha. Mình là người trực tiếp kiểm tra những chi tiết khi mà mình nâng cấp, khi mình chuẩn bị bằng giao xe cho khách các bạn. Cái bàn làm việc ở hàng ghế thứ hai ngồi rất thoải mái luôn. Ở dưới này có bậc đẩy chân ha, ở dưới chúng ta có thể đi xa
và vừa làm việc trên xe mà vừa mang được sự thoải mái luôn các bạn. Và những cái phụ tùng này thì chúng ta có thể nâng cấp hai bàn làm việc hai bên luôn ha. Nhưng mà trong trường hợp này thì anh khách chọn ở bên tài là cái vị trí để chúng ta có thể lắp bàn làm việc bệ lưng chân, còn bên phụ là anh khách đã lựa chọn để nâng cấp cái lọc không khí các bạn. Lọc không khí bản Kia Carnival Hàn Quốc là nó có theo xe, nhưng mà về Việt Nam thì bản này là nó bị cắt đi ha. Và chúng ta vô cái phần lọc không khí này như zin đúng không ạ, tháo ốp của cái bản ghế zin ra, chúng ta gắn vào chi tiết này để mang lại cái không khí dễ chịu khi mà chúng ta đi xe ha. Trong những cái khí ion dương nó tỏa ra, nó làm cho chúng ta thật sự dễ chịu luôn các bạn. Và những vị trí này mà nếu mà chúng ta không có lắp vị trí như zin, chúng ta phải mang vác thêm một cái lọc không khí, mà thường những lọc không khí đó nó cũng nhỏ, nó không có to, cái size nó không có lớn dành cho những cái không gian 7 chỗ giống như vậy. Thì cái lọc này thực sự là cái lọc đủ công suất để chúng ta có thể làm việc ha các bạn. Đây một cái thảm sàn, thảm sàn 7 chỗ, và chúng ta lót những tấm nhựa giống như vậy, chúng ta đi rửa xe, vệ sinh hoặc bụi cũng rất là dễ dàng luôn các bạn. Chúng ta mua về chúng ta nên hoa nhựa lồng về để chúng ta tạo form như mới luôn ha. Khi chúng ta chờ một thời gian thì nó sẽ bị nhũng, nó bị nhão ra. Chúng ta hóa nhựa thì nó không còn theo form giống như vậy nữa. Bốn bánh luôn các bạn. Trước ha. Chúng ta vô cửa hết hai ghế trước nữa các bạn. Để chúng ta đi xa, chúng ta thả cửa vô nó không bị bầm bầm, ngồi trong xe không bị khó chịu ha. Rất nhẹ nhàng luôn các bạn. Người giàu họ thích cái gì cũng tinh tế nhẹ nhàng, họ không thích bầm bầm các bạn. Này cái này cũng vậy. Kia Carnival vẫn là best sale trong những năm gần đây thôi các bạn. Nó sàn nó cả có luôn cái hộp ở cái hàng cuối luôn, ấm cado ha, ấm nhựa theo khuôn đúc, vừa form vừa size đi xe Kia Carnival đúng không ạ. Những cảnh mà mình đã dán BVF nội thất ha, đó. Dán full những cảnh này luôn để chúng ta bảo vệ cái phần đen bóng piano trong xe sẽ đẹp hơn các bạn. Dán full phần này luôn ha. Tới là xoay chút cơ này đúng không? Cửa điện cửa luồng phía sau cũng hết ở bên phụ nữa các bạn, rất nhẹ nhàng luôn ha. Đây là xong một xe Kia Carnival màu đen ha, mình đang bàn giao cho anh khách đi về miền Trung luôn các bạn, để ăn Tết. Trong những chi tiết mà mình hoàn thiện để kịp giao xe đó, số 73 trong những anh khách cũng rất chịu chi và chịu chơi luôn. Anh nói là anh cũng nghiên cứu rất kỹ luôn. Đây là những món mà anh nghĩ là không thể không có khi mà mua xe Kia Carnival luôn. Quá cơ bản thôi các bạn. Chúng ta nâng cấp giống như là không nâng cấp luôn ha. Chúng ta nhìn sơ qua cũng không thấy gì nâng cấp thêm luôn. Tại vì những chi tiết này nằm ở bên trong, giúp cho chúng ta tận hưởng những không gian, những bài nhạc nó sẽ hay hơn khi mà chúng ta đi xa ha. Và chúng ta đi hành trình xa qua những cái lọc không khí, bàn làm việc, ghế ngồi sẽ cực kỳ thoải mái luôn các bạn. Và tiếp theo là xe màu đỏ ha, mình cũng đang tất bật những công đoạn cuối cùng để mình kịp giao xe cho anh khách luôn các bạn. Bây giờ mình sẽ test xe cho các bạn xem. Rồi xe combo bên đây thì bên mình cũng đã vô phần đèn, đèn cos laser và đèn gầm màu vàng các bạn. Một trong những trợ thủ cực kỳ đắc lực luôn khi mà chúng ta đi xa ha. Anh khách anh cũng đã cố gắng chạy đèn zin khoảng một năm, nhưng mà anh nói là không chạy nổi chúng ơi, từ vì đèn xe quá tối. Anh đi xa những đoạn đường mà đường trời mưa, những đoạn đường mà không có đèn đường nữa thì bám sát. Và anh đã quyết định vô cặp laser các bạn. Đây cặp laser, cặp này ha, mình thấy ánh mắt nó là sẽ là màu xanh ha các bạn đó, và ánh sáng nó chiếu sẽ xa hơn, dày hơn và hội tụ hơn so với cặp đèn zin. Bạn thấy khi mà chúng ta vô đèn laser thì các bạn thấy nguyên cái đuôi nó rất dài luôn, bộ xử lý của nó phức tạp hơn rất nhiều so với cụm đèn của zin ha. Cái đèn laser mình có đèn cos là đèn bên đây, đèn pha đèn bên đây ha, đèn cos với đèn chiếu sáng gần, chiếu sáng quan trọng nhất của cái chiếc xe luôn ha, nên chúng ta vô cụm đèn này sẽ hiệu quả nhất ha. Còn đèn gầm chúng ta tăng sáng bằng hai cặp bi màu vàng các bạn,
đi phá xương rất tốt luôn. Dòng này là dòng ba inch ha, mình đã vô vị trí đúng mặt dưỡng, cụm đèn ba inch ánh sáng sẽ dày hơn rất nhiều luôn khi mà chúng ta đi xa các bạn. Đây đấy. Nhưng mà đèn gần, đèn gầm thì cũng chỉ là đèn chiếu gần thôi. Đèn cos vẫn là đèn quan trọng nhất ha. Trong những combo mình nghĩ xe nào cũng nên lắp khi mà chúng ta mua xe Kia Carnival đúng không ạ? Để chúng ta lái xe sẽ an toàn hơn. Xe màu đỏ ha. Ôi, bột tôi hít nè các bạn. Với những khách giàu, với những khách đi qua nhiều dòng xe rồi thì anh không thích xuống xe đóng cửa bầm bầm các bạn. Xuống xe đóng cửa phải nhẹ nhàng để không có tạo tiếng ồn khi mà người lái xe họ đang lái ha. Và tiếng ồn dội vào xe cũng rất là khó chịu khi mà chúng ta xuống xe đóng cửa mạnh các bạn. Đèn led nội thất luôn ha, cực kỳ lung linh các bạn. Anh khách này thích phần đỏ rồi mới vô những chi tiết màu đỏ viền nội thất xung quanh luôn. Với những cái hốc loa mình đã chọn đèn led nội thất trong vị trí này luôn nè các bạn, rất đẹp luôn ha. Lung linh luôn led nội thất. Có nhiều chi tiết nhỏ nhỏ các bạn, như trong hộp này nó cũng có đèn led nội thất hắt vào. Và trong những cái tay cửa đây, trong những cái hộp gió, hộp để ly cũng có đèn led nội thất luôn ha. Rất nhiều chi tiết luôn, nó tạo cái không gian thực sự lung linh khi mà chúng ta đi xe luôn các bạn. Mình trang bị thêm cho anh khách cái vô lăng đi kết nữa các bạn. Vô lăng đi kết may thì kiểu da zin ha, đắp carbon fiber rồi mình tạo ra hai cánh. Chúng ta vườn vô lăng chúng ta lái xe sẽ cảm xúc hơn, nhẹ nhàng hơn. Cứ làm như vậy thì chúng ta cầm vừa tay và nó có những cái ngấn, chúng ta vườn xe chúng ta đánh lái sẽ dễ dàng hơn rất nhiều luôn ha các bạn. Carbon fiber ha, cái chiều sâu 3D luôn các bạn. Da hai bên luôn, đi về da ghế hả các bạn. Các bạn có nhu cầu nâng cấp xe Kia Carnival hãy ghé bên mình nha, Auto Style. Bây giờ cũng đừng quên like, subscribe kênh YouTube của mình, kênh Bùi Văn Dũng. Xin chào và hẹn gặp lại.